Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Giải Đáp Thư ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, Canada là một trong những đất nước hấp dẫn du học sinh hàng đầu trong thời điểm hiện tại với những chính sách định cư ưu tiên cho du học sinh Việt Nam. Theo xếp hạng của Cục Giáo dục Quốc tế Canada năm 2014, Việt Nam đứng thứ 11 trong top 30 quốc gia có du học sinh quốc tế đông nhất tại Canada với 4.848 du học sinh. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là 79% du học sinh có kế hoạch học tập và ở lại làm việc lâu dài và tìm kiếm cho mình cơ hội định cư tại Canada. Vậy làm thế nào để được định cư Canada theo diện du học? Thì hôm nay chương trình có mời đến chị Quế Hương, chuyên viên tư vấn du học Tân Đại Dương, sẽ giúp các bạn tư vấn những cái thắc mắc trong cái chuyên mục Giải Đáp Thư ngày hôm nay các bạn nhé. Chào chị Hương. Chào Tiên và chào các bạn. Và để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Ngọc Hạnh có nội dung như sau. Chào công ty Tân Đại Dương, em tên Ngọc Hạnh, hiện em đã tốt nghiệp lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ. Em đang tìm hiểu thông tin về du học Canada, em đang quan tâm tới chương trình được định cư Canada theo diện du học. Nhưng em chưa biết là thời gian sinh viên sau khi tốt nghiệp được ở lại Canada là bao lâu và sau này làm thế nào để được định cư Canada theo diện du học. Mong công ty giải đáp giúp em. Dạ xin mời chị Hương ạ. Xin chào bạn Ngọc Hạnh. Với môi trường sống an toàn, văn minh, chất lượng giáo dục tốt, công việc thu nhập cao là những yếu tố lý tưởng khi du học tại Canada mà các bạn đều mong muốn có được. Tuy nhiên, du học sinh không phải cứ xách ba lô lên và đi thì sẽ có cơ hội được học trong một môi trường học tập tốt và có những cái định hướng định cư sau này. Và chưa chắc các bạn sẽ có được việc làm sau khi tốt nghiệp và ổn định sau này. Với mục đích tìm kiếm cơ hội định cư thông qua con đường hợp pháp là du học, thì một trong những phương án phù hợp nhất là du học sinh sẽ tham gia các chương trình định cư ưu tiên của tỉnh bang tại Canada. Và hiện tại thì du học sinh tốt nghiệp các chương trình cao đẳng, đại học, sau đại học tại Canada sẽ được ở lại làm việc từ 1 cho đến 3 năm. Sau khi làm việc toàn thời gian tối thiểu khoảng 1 năm sau khi tốt nghiệp thì du học sinh được nộp hồ sơ xin định cư tại Canada theo diện việc làm. Nhiều tỉnh bang tại Canada có chương trình định cư ưu tiên dành cho du học sinh quốc tế với nhiều ưu điểm như là điều kiện xét tuyển đơn giản hơn, thời gian xét tuyển thì cũng ngắn hơn, vân vân. Tại bang Manitoba, du học sinh được phép xin định cư với kinh nghiệm làm việc ít nhất khoảng 6 tháng và không cần phải xét điểm. Tại bang Ontario và British Columbia, chương trình định cư dành riêng cho sinh viên quốc tế không yêu cầu kinh nghiệm việc làm cũng như thư mời làm việc hợp lệ. Chị chưa biết là em đang quan tâm chương trình ở bang nào cho nên là chị không có thể tư vấn cụ thể hơn cho em được. Em có thể là gọi điện trực tiếp vào công ty theo số là 0838484879 hoặc là nhắn tin vào fanpage của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để được chuyên viên tư vấn cụ thể hơn cho em về cái trường hợp hồ sơ của em ha. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hoàng Nguyên. Câu hỏi có nội dung như sau. Em đang theo học năm nhất trường đại học Nguyễn Tất Thành. Em thấy chương trình học ở Việt Nam chán quá, nghe bạn bè em giới thiệu thì em cũng thích chương trình học bên Canada. Đặc biệt là em có nghe nói du học Canada được định cư theo diện du học. Em đang quan tâm tới chương trình này, công ty có thể tư vấn làm sao để được định cư Canada theo diện du học không? Và những tỉnh bang nào ở Canada có chương trình định cư ưu tiên cho du học sinh quốc tế được không ạ? Em xin cảm ơn. Và em xin mời chị Quế Hương ạ. Xin chào bạn Hoàng Nguyên, thì cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty Tân Đại Dương. Chị xin chia sẻ thông tin mà em đang quan tâm, đó là du học có được định cư tại Canada theo diện du học hay không và những tỉnh bang tại Canada có chương trình định cư ưu tiên cho du học sinh quốc tế như thế nào. Thì bạn Hoàng Nguyên thân mến, đối với những du học sinh quan tâm tới việc định cư sau khi tốt nghiệp thì cần có sự phân biệt và xác định rõ ràng tỉnh bang nào đang có chính sách định cư tốt, bởi vì chỉ có một số bang mới có chính sách định cư ưu tiên cho du học sinh quốc tế mà thôi. British Columbia hoặc là Ontario hoặc Manitoba là ba tỉnh bang tại Canada mang đến nhiều chính sách định cư ưu tiên cho du học sinh quốc tế. British Columbia có thành phố Vancouver và Ontario có thành phố Toronto là hai bang lớn của Canada có sự cạnh tranh cao khi mà xin định cư. Lý do là vì hai tỉnh bang này có những chính sách định cư rất hấp dẫn như là cho phép học sinh xin định cư trong khi chuẩn bị tốt nghiệp. Chương trình định cư dành riêng cho sinh viên quốc tế không yêu cầu kinh nghiệm việc làm cũng như thư mời làm việc hợp lệ. Các trường tại hai thành phố này có ngành học và bậc học rất đa dạng. Tuy nhiên, du lịch và thương mại vẫn là ngành được săn đón nhiều nhất bởi du học sinh có thể đăng ký tìm việc sau khi ra trường. Trong khi đó, Manitoba lại là thành phố lý tưởng nhất cho du học sinh tại thời điểm năm 2016 và năm 2017 bởi chính sách khuyến khích định cư với diện định cư du học và diện định cư gia đình. Đây là nơi có chính sách định cư đơn giản và nhiều ưu đãi nhất tại Canada như miễn phí hoàn toàn bảo hiểm y tế,
cho phép ở lại làm việc lên đến 3 năm sau khi tốt nghiệp. Vậy nên nếu muốn có cơ hội được định cư cao theo dạng du học thì em có thể là chọn theo học tại các tỉnh bang mà chị có giới thiệu. Và chúc em có được cái quyết định và sự lựa chọn đúng đắn nhé. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương. Và chúng ta sẽ đến tiếp tục với câu hỏi của chú Công Trí đến từ thành phố Hồ Chí Minh có nội dung như sau. Trước đây gia đình tôi có nhờ công ty làm hồ sơ du học Singapore cho bé và hiện tại bé đang theo học chương trình cao đẳng bên Singapore. Tuy nhiên gia đình tôi muốn chuyển hướng cho con tôi sang Canada vì tôi được biết du học được định cư Canada theo diện du học. Điều tôi quan tâm là nên chọn ngành nào cho con tôi để được định cư Canada theo diện du học. Mong quý công ty tư vấn giúp tôi. Dạ, xin mời chị Quế Hương ạ. Như trường hợp của bé Bảo An á, thì khi đăng ký theo học tại các ngành nghề mà Canada đang thiếu nguồn nhân lực thì sẽ có nhiều cơ hội được định cư Canada theo diện du học hơn ạ. Hiện tại thì Canada có số dân số rất là khiêm tốn, khoảng 36 triệu người thôi theo thống kê năm 2016, cho nên luôn phải đối mặt với tình trạng là thiếu hụt nguồn nhân lực. Vì chính phủ Canada trao cho tỉnh bang quyền được là những chính sách ưu đãi định cư theo diện việc làm để giải quyết các vấn đề của địa phương như thiếu nhân lực nghiêm trọng ở một số ngành nghề hoặc ngành nghề cần bổ sung lao động chất lượng cao, vân vân, là cơ sở để mà sinh viên quốc tế lựa chọn ngành học mang lại nhiều cơ hội định cư. Nếu sinh viên chọn học các nhóm ngành kỹ thuật, dịch vụ và sức khỏe, phúc lợi xã hội thì sẽ có cơ hội làm việc và định cư tại Toronto thuộc tỉnh bang Ontario và Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia và Manitoba là rất cao. Và dựa trên tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực thì sinh viên học các ngành sau sẽ có nhiều cái cơ hội định cư tại các tỉnh bang có chính sách ưu tiên, ví dụ như là ngành chuyên viên phục hồi chức năng, điều dưỡng, trợ lý y tá, chuyên viên tư vấn tâm lý xã hội, kỹ thuật viên y khoa và xét nghiệm, quản lý nhân sự, quản lý xây dựng, tài chính kế toán, công nghệ thông tin và còn nhiều ngành nghề khác nữa. Và những ngành nghề hiện đang thiếu hụt nguồn nhân lực và mang đến cơ hội định cư cao cho du học sinh quốc tế đều thuộc top 10 công việc tốt nhất tại Canada năm 2016. Cho nên là những cái ngành nghề mà bên công ty vừa định hướng và gợi ý cho gia đình của nhà phụ huynh của bé Bảo An á, thì gia đình của bé đó có thể là chọn một trong những ngành đó theo học. Tuy nhiên ngoài những ngành nghề này thì Bảo An muốn chọn theo học ngành nghề khác mà chưa biết ngành đó có thuộc nằm trong danh sách ưu tiên không thì gia đình bé Bảo An có thể là mang hồ sơ trực tiếp lên công ty hoặc là có thể gọi điện hoặc là gửi tin nhắn vào cho fanpage của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để được tư vấn cụ thể ha. Dạ cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Quế Hương.